Chương trình nói chuyện với nhà báo Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải do Đinh Quang anh Thái phụ trách trân trọng kính chào quý khán giả của người Việt TV. Chào tất ngồi anh Điếu Cầy. Ừ, vâng, chào anh Đinh Quang anh Thái và chào quý vị khán giả. Thưa khán giả và anh Điếu Cầy, hôm 18 tháng 8 vừa qua thì nó xảy ra một cái vụ bắn nhau ngay tại tỉnh Yên Bái khiến cho dư luận ở trong nước rất là chú ý và người Việt hải ngoại cũng chú ý không kém. Đó là cái việc mà chi cục trường, tri cục kiểm lâm tại tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh đã xách súng vào trong ngay trong ủy ban của uh, tỉnh Yên Bái sắp sửa có một buổi họp và bắn chết uh, tỉnh ủy của uh, Yên Bái đó là Phạm Duy Cường và chủ tịch của uh, hội đồng nhân dân uh, kiêm trưởng ban tổ chức đảng tại đây là Ngô Ngọc Tuấn. Uh, tin tức thì nói rằng đây là một cái vụ bắn xong thì Đỗ Cường Minh tự sát nhưng mà có nhiều tin khác thì lại cho rằng đây là một vụ thanh toán nội bộ. Uh, trước khi hỏi ý kiến anh Điếu Cầy nhận định về chuyện này đó anh có thể tóm lược lại cái tin tức này về mặt báo Lê Phải tức là báo của nhà nước cộng sản và tin tức của báo Lê Trái, tức là báo của những người mà giữ được sự độc lập khi mà lan tin à vâng thưa anh Đình Quang anh Thái và thưa quý vị khán giả à, khi cái vụ việc nó xảy ra thì ngay lập tức báo chí đăng tin nhưng mà sau đó bị gỡ bài rồi lại cho đăng tin lại à, đây là một trong những cái điểm chính đầu tiên tức là không bưng bít thông tin được cái thứ hai nữa là ngay sau khi đăng tin lên ấy, thì ông giám đốc công an tỉnh yên bái là nói là không khởi tố vụ án vì là người gây án này đã chết, chết rồi vâng thế nhưng mà đây là một cái vụ án chưa được điều tra mà làm sao chúng ta có thể biết được là à, đâu là thủ phạm đâu là nạn nhân thế và ngay sau khi mà cái vụ việc xảy ra như vậy thì à, tất cả các báo chí lề phải À, đang tin trong đó à, có cả giám đốc của bệnh viện đưa ra những cái thông tin là nạn nhân à, người mà mà gây án là anh cường bị bắn từ sau gáy lên phía trước đỗ cường minh đấy vâng yeah. như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng là à, một người không thể nào mà tự sát theo kiểu đó được như vậy là có cái sự bất nhất ở đây và khi mà báo chí mà lề trái bắt đầu là khai thác và sâu chuỗi những cái sự kiện thế lại thì nó đẻ ra nhiều vấn đề à, có thể thấy rằng trước cái buổi họp hội đồng nhân dân này là một cái có liên quan đến cái vấn đề nhân sự sắp tới và cái việc mà dàn xếp nhân sự trong nội bộ của yên bái có vẻ như là nó đã không đạt và nó dẫn đến một cái đỉnh điểm mà đưa đến cái quyết định là phải những cái người mà như là chủ tịch hội đồng nhân dân và bí thư tỉnh ủy phải bị giết. Cả hai nhân vật Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn đều là những người của Trung ương Đảng, tức là cấp cao lắm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có mấy sự kiện tôi để ý để muốn hỏi ý kiến anh anh Điếu Cầy là ông giám đốc của Yên Bái đó thì cái tin của ông nói rằng lúc mà Đỗ Cường Minh đưa vào bệnh viện vẫn còn sống thì chưa có chết nhưng mà thấy có một cái viên đạn bắn từ phía sau ót bắn tới nhưng mà cái tin được đưa lên trên các mạng chính thống xong là bị dẹp ngay. sau công an và báo chí nói lại rằng bị bắn vào bụng vân vân rồi vào trong nhà thương mới chết. Khi điều thứ hai là chính những nhân vật chịu trách nhiệm về tỉnh Yên Bái đã thì bảo là Đỗ Cường Minh là một người rất hiền lành, làm việc siêng năng và tuân thủ theo kỷ luật đảng. Anh nhận xét sao? Một con người như vậy, thí dụ là tin tức là đúng, hiền lành, kỷ luật đảng, làm việc nghiêm túc, mà lại có một hành động đi bắn người cái kiểu đó bắn tại một phòng xong qua phòng thứ hai bắn chết rồi tự sát mà lại tự sát bằng cách thò súng với sau mình bắn tới vâng thưa anh đấy đây là ở bên trong cái trụ sở của ủy ban nhân dân tỉnh ừ. chứ không phải là một một cái khu nhà trọ nào ở bên ngoài ừ. cho nên cái việc mà một thủ phạm mà bắn tới bốn phát súng rồi lại đi gần 200 trăm mét nữa đến một cái phòng khác rồi bắn tiếp mà trong ủy ban nhân dân thì rất là nhiều người, nhiều nhân viên hoạt động ở trong đó. Thế thì câu hỏi đặt ra là có hai thủ phạm hay là nhiều thủ phạm cùng lúc vào hai căn phòng với một lúc hay là chỉ có một thủ phạm là Đỗ Cường Minh. Và sau khi mà anh ấy đi một cái quãng đường gần 200 mét với bốn phát súng nổ như thế mà rõ ràng là ông giám đốc công an tỉnh yên bái tuyên bố là không có nòng giảm thanh súng của ông Đỗ Cương Minh không có nòng giảm thanh. Thế thì làm sao mà những cái tiếng súng nó lớn như vậy mà tới 4 viên đạn nổ ra trong một căn phòng, giống đi tiếp 200 m mét nữa sang căn phòng khác, mà lại ở trong một cái trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh chứ không phải là một cái khu nhà trọ bên ngoài thì điều đó là cái điều mà uh, không ai chấp nhận được uh, những cái mà, mà mà thông tin như vậy. Nhưng mà có một cái sự kiện liên quan đến luật pháp của nhà nước uh, Cộng sản Việt Nam mà những người như chúng tôi hải ngoại này hoàn toàn không hiểu anh Điếu Cầy đã từng bị giam bắt giam và có nghiên cứu về luật pháp Việt Nam đó, cái việc truy tố một người đã chết rồi thì nó có nghĩa gì? À, thưa anh là một cái vụ trọng án nó xảy ra ấy, thì cái việc mà phải điều tra cái vụ án đó để rõ ra nạn nhân thủ phạm nguyên nhân dẫn đến cái vụ án nó như thế nào đó là cái điều cần thiết trong khi đó họ tuyên bố ngay anh Đỗ Cường Minh là thủ phạm mà lại không qua điều tra không qua xét xử thì đấy là một cái điều vô lý không một người ấy là chỉ có bị đưa ra xét xử trước tòa án à, và tòa án đã tuyên bố cái tội danh đó với người đó chứ không thể là dùng báo chí truyền thông hoặc là dùng một cái lực lượng chính trị nào đó để ghép tội cho họ à, chụp lên đầu họ một cái tội như vậy mà lại không qua điều tra không qua xét xử và đến bây giờ ấy, là sau khi đã tuyên bố ông ấy là tội phạm rồi thì công an yên bái mới bắt đầu mở cuộc điều tra mà trước đó thì ông tuyên bố rằng không điều tra vì nạn nhân à, vì à, người chủ mưu đã chết. Thế nhưng sau 6 tiếng đồng hồ thì lại à, mở cuộc điều tra. Và cuộc điều tra khi mà mở ra mà chưa có kết luận điều tra thì sao biết rằng ông ấy là tội phạm. Và tòa án cũng chưa tuyên chưa có kết luận điều tra. Vâng. anh bây giờ về uh, lý lịch nhân thân của ba cái nhân vật đã chết tức là Đỗ Cường Minh, Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn anh có tin tức gì không họ là những người như thế nào họ thành tích của họ ra sao đối với tỉnh yên bái tôi nghĩ rằng đây là những cái người mà uh, họ là có quyền lực và có lợi ích ở trong cái nhóm lãnh đạo của yên bái này uh, bởi vì là với cái lý lịch của họ với lại những cái vị trí mà họ đảm nhiệm ấy, thì họ đang ở trong cái lõi của uh, cái quyền lực của cái khu vực yên bái đó còn cái vấn đề tại sao lại xảy ra những cái này ấy, thì đó lại là một cái vấn đề khác. Ừ. Có một sự kiện là đích thân Nguyễn Xuân Phúc tức là thủ tướng bay ra tận ngoài đó và đến giường bệnh của Đỗ Cường Minh để xem sống chết ra sao. Thì anh, anh đánh giá như thế nào về cái sự kiện này? Vâng, tôi cũng thấy là đây là một cái việc mà rất là hữu ích. Tại vì một thủ tướng ấy, mà khi một cái sự kiện nó xảy ra mà lại à, đến một cái bệnh viện với một cái thời gian mà nó ngắn và nó nhanh như vậy thì à, sự việc này nó rất là nghiêm trọng, nó xảy ra rất là nghiêm trọng. Có thể rằng ấy, là như anh nói là đây là những cái nhân vật của chính quyền trung ương ừ. nhưng ấy, à, lại bị thủ tiêu cho nên là việc mà ông ấy xuất hiện ngay lập tức là nó có vấn đề đó. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với chương trình nói chuyện với nhà báo Đỗ Kiền với Minh Hải sau ít phút thông tin thương mại.